mình cũng biết được giai đoạn nhiều trẻ con, trẻ con bọn con nó xem được thì từng lời nói, từng hành động của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Tác động đến bọn trẻ con, bọn nó cũng sẽ học theo. Hiểu ra được các bạn. Trẻ con thì bao nhiêu tuổi nó học theo cái tốt thì nó học chậm, nhưng mà nó cũng cái xấu nó học cũng rất nhanh. Thì mình cũng biết được cái việc đấy, mình cố gắng sửa chữa lại cái hình ảnh sao cho nó tốt hơn. Đó, thì tích cực thì nó luôn luôn là có cái gì đâu. Đây, về quê đi chị gái. Về quê làm gì có gì ngoài đặc sản đó đâu trời. Đây, về quê chị đi chị gái. Xíu, thôi anh ơi. Ở đây tìm bé thành ra là nó dân định về quê thì thực ra giá nghe hay ha. Phải. Nhưng mà phải xuống thành phố ạ. À, mà phải đi qua thành phố mới đến chỗ này. Đạp xe rẻ thôi, chắc rẻ thôi. Mẹ quên tuần anh thử đặc sản không? Đặc sản rồi. Gái không đặc sản gì? Không phải đâu, tuần anh nó xà mì đấy mà anh tin trời. Không, cái gì qua? Có mà, ở thành phố à. Km số 6. Yên là người ta đặc sản là khác. Có đâu trời. Anh tin đặc sản là chè nhá. Chè, ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Gái, đã rồi, mấy cái này không biết đâu, phải đặt sáng đâu. Còn là hàng thì không biết, còn là hàng thì chẳng lên bao giờ. Cô đấy, mũi. Nhưng chỉ có gái, có gái. Thành phố nhiều phết, tối đâu. Như vậy, thì xuất hiện thiệt hại về tính mạng.
cái nhạc này là bài gì? Xin chào tạm biệt các bạn. Quen hả? Ừ, anh cũng biết.